Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Chu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là cặp vợ chồng được nhiều người quan tâm của giới showbiz. Cả hai khiến các fan không khỏi ghen tị khi có những khoảnh khắc xuất hiện giản dị cùng nhau trên phố, dành lời chúc mừng sinh nhật hay ủng hộ phim cho đối phương trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những lời bàn ra tán vào không hay như nghi ngờ cặp đôi ly hôn hay cho rằng Chu Lệ Dĩnh dùng chồng như phá. Mới đây nhất thì vấn đề này lại tiếp tục thu hút cư dân mạng khiến họ bàn tán xôn xao do Phùng Thiệu Phong vừa có loạt ảnh trong dự án mới. Cụ thể, trong những tấm ảnh gần đây, netizen nhận xét Phùng Thiệu Phong có màn thay đổi đáng kể về ngoại hình. Anh bị cho là không còn phong độ như ngày trước, nét mặt đã đậm tuổi hơn, thậm chí có phần xuống sắc và tiều tụy. Trong những tấm ảnh chụp tạp chí, dù đã được chỉnh sửa kỹ càng thì nam diễn viên vẫn không thể giấu nổi gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của mình. Có người còn cho rằng ngoại hình xuống cấp của anh không nổi bật so với khung cảnh của buổi chụp hình, thậm chí so ra thì ảnh chụp điện thoại còn đẹp hơn. Ảnh chụp tạp chí đã bị chê, ảnh trên phim trường của Phùng Thiệu Phong còn bị soi mói kỹ hơn. Được biết, những tấm ảnh chụp lại Phùng Thiệu Phong ở hậu trường bộ phim Cửu Châu Chu Nhan Ký đã bị netizen chê bai khá nhiều, rằng nam diễn viên trông mệt mỏi, bọng mắt và quầng thâm hiện lên rất rõ. Nhiều người nói ngoại hình của nam diễn viên xuống sắc thấy rõ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ sau khi về chung một nhà với Chu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, trước đó vẻ ngoài của Phùng Thiệu Phong trong buổi khai máy bộ phim cũng bị đánh giá là không được tốt. Nam diễn viên quả thật là không được tươi tắn và phong độ như trước khiến nhiều người hâm mộ phải lo lắng. Trong khi Phùng Thiệu Phong bị chê là xuống sắc gương mặt tiều tụy nhợt nhạt thì Chu Lệ Dĩnh lại càng ngày càng đẹp. Cô được netizen khen ngợi hết lời về mặt nhan sắc, xuất hiện tại sự kiện nào cũng lộng lẫy, thậm chí ảnh chụp đời thường hay hậu trường phim cũng rất xinh đẹp. Sự trái ngược này đã khiến netizen không ngừng đưa ra những ý kiến trái chiều về cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz. Và hiện tại thì vấn đề về vẻ ngoài của Phùng Thiệu Phong vẫn đang được nhiều cư dân mạng quan tâm và đưa ra ý kiến. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về ngoại hình của ông xã Chu Lệ Dĩnh trong thời gian gần đây? Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!